Cô ghi cái buổi học này lại nha. Đây các em. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái sự phát sinh tinh trùng trước. Thì các em biết rồi đây, khi chúng ta đề cập đến tinh trùng thì chắc hẳn các em đã biết rằng đây là cái giao tử đực ở người và là loại tế bào mà có khả năng di chuyển được và nó có khả năng nhận biết và thụ tinh được với trứng. Thì cái kính tinh trùng người chụp qua kính hiển vi điện tử nó sẽ có cái hình dạng kiểu như thế này các em này. Lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chúng ta xem tới trong cái cấu tạo của nó như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét thử là cái quá trình tạo giao tử, cái quá trình phát sinh tinh trùng này nó diễn ra như thế nào. Thì các em sẽ thấy này, ở cái giai đoạn mà phôi sớm ấy, ở khoảng tuần thứ tư đến tuần thứ sáu của phôi của thai ấy, thì các cái tế bào sinh dục nguyên thủy nó đã hình thành rồi nhé. Và trong số những cái tế bào đó thì một số nó sẽ bị thoái hóa đi và một số thì nó sẽ bị hóa thành tiền tinh nguyên bào các em, tiền tinh nguyên bào. Đấy, thì khi bé trai sinh ra đời từ các cái, trong khoảng từ 0 cho đến 6 tháng tuổi thì các cái tiền tinh nguyên bào này nó sẽ tăng sinh và nó tạo thành tinh nguyên bào các em nhé, tăng sinh và tạo thành tinh nguyên bào. Rồi sau đó thì các cái tinh nguyên bào này nó nằm yên trong cơ thể bé trai cho đến khi mà bé trai đó đến cái tuổi dậy thì các cái tinh nguyên bào này nó sẽ nguyên phân để nó tạo thành tinh bào cấp 1. Rồi từ tinh bào cấp 1 này sẽ giảm phân lần thứ nhất để tạo thành tinh bào cấp 2. Giảm phân lần thứ hai để tạo thành tinh tử và từ tinh tử này sẽ có cái quá trình biệt hóa để tạo thành tinh trùng. Thế thì cái sơ đồ sinh tinh nó diễn nó như thế này các em này. Các em thấy nhìn đây nhá, nhìn đây để chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Đó là chúng ta thấy này, từ một cái tinh nguyên bào, đây là tế bào nó đã hình thành ở trong cái cơ thể bé trai trong khoảng từ 0 đến 6 tháng tuổi thì nó đã hình thành như thế này rồi. Đấy. Cái tinh nguyên bào này đến cái thời điểm dậy thì nó sẽ bắt đầu nó nguyên phân các em nhé, nguyên phân. Một tinh nguyên bào nguyên phân sẽ cho ra hai tế bào. Cho ra hai tế bào. Thì trong hai cái tế bào này, một tế bào nó sẽ được dự trữ trở lại để nó sẽ tiếp tục cái chức năng giống như cái tinh nguyên bào này. Còn một cái tế bào thì tiếp tục nó sẽ đi vào sự phân chia để nó tạo thành giao tử. Thì ở đây cái tinh bào mà tiếp tục đi vào phân chia người ta gọi nó là tinh bào cấp 1. Người ta gọi nó là tinh bào cấp 1 các em nhé. Rồi từ cái tinh bào cấp 1 này bây giờ bắt đầu trải qua cái lần giảm phân thứ nhất. Trải qua lần giảm phân thứ nhất để tạo thành hai cái tinh bào cấp 2 các em nghe. Tạo thành hai tinh bào cấp 2. Rồi hai cái tinh bào cấp 2 này sẽ giảm phân lần thứ hai, giảm phân lần thứ hai để tạo thành bốn tinh tử, tạo thành bốn tinh tử và từ